Rồi, xin chào toàn thể 20.000 anh em theo dõi. Nay là đã tiến hành bàn giao xong cái công trình căn dựng căn lầu lục giác gỗ lim Bắc Giang. Anh em vừa mới thu giáo và thu đồ, quay cái clip lúc nó vẫn còn đủ ánh sáng, lát nữa nó tối rồi là giờ. Anh em đã bàn giao căn lầu lục giác 4,5 mét tim cột các bác nhá, 4,5 mét tim cột, đường chéo rất là rộng, ngồi thoải mái, có 4 cái băng ghế để anh em ngồi, ghế lan can này kết hợp là ghế tựa luôn. Anh em đúng rồi, có mỗi cái phần bờ nóc của mình chưa sơn được là nhìn nó chưa nổi cái mái thôi, còn mai kia xong là đây. Đây là ông chủ đây, ông chủ nhà đây. Cứ để nó khô đi ông ạ, cứ để nó khô trắng đi xong rồi là sơn sau. Rồi rồi, khô mới sơn dạ, sau. Đây đây ông chủ nhà đây, ông chủ nhà vừa mới xong rồi đó. Chủ Lương Phong Hiệp Hòa Bắc Giang. Dạ. Thôn Đình Quả Lương Phong Hiệp Hòa Bắc Giang. Vâng. Ông chủ đã. Ai có nhu cầu thì cứ đến ông xem mẫu trực tiếp Hòa. Ông già. Nhá, ông Luân Hòa. Là ông sẽ giới thiệu. Đấy. Đây là mẫu đây rồi. Mẫu thực tế anh em làm đây rồi ông nhỉ. Đấy. Đây là đi ở bên trong, đây là giới thiệu đến anh em là cái lan can kết hợp cái ghế tựa ở đây là ngồi rất là thoải mái. Ông ơi, nếu mà anh em mà đến xem là coi như ông lại làm cho con cái trách nhiệm là hướng dẫn viên luôn, đúng không nhỉ? Giới thiệu luôn, đúng không? Ông bám đi vào này từ khi bắt đầu làm cho đúng rồi, là ông nắm được hết ở đây, coi như giám sát công trình đấy, ông nhỉ? Đúng rồi. Đấy, cái ghế tựa kết hợp lan can là ngồi rất là thoải mái. Anh ngồi em. Đây rộng rãi, dạ thoải mái. Ừ. Ngồi thoải mái, còn bên trên ở này. Ở đây là có bàn, dạ. Nhưng mà dạ. Từ đoàn tối khoảng khinh ra. Đấy, có 6 cái diềm này mình làm thiết kế như là 6 cái cửa võng, làm theo để trang trí. Bên trên vì kèo là đây, vì kèo 2 tầng mái các bác nhá. 2 tầng mái là sàm kết cấu là sàm trụ treo. Đấy. Là sàm trụ treo luôn. Nó khóa và nó lực nó gông nhau rất là khỏe luôn. Đấy thì lắp một cái bóng đèn để lấy ánh sáng quá tuyệt vời luôn. Dùi là dùi liền các bác nhá. Toàn bộ là gỗ lim. Cột này đường kính là 21 này, 21 22 này. Nếu anh em mà làm bằng lim mới thì làm được cột đường kính 25 thì nó là chấm hết nước chấm luôn. Đây là bằng gỗ lim cũ nên là nhiều khi nó cũng có nhiều mặt hạn chế. Tất nhiên là theo thỏa thuận ban đầu đấy của anh em. Làm cột to lên thì toàn bộ phần xà vì kèo này to lên thì là cái mức kinh tế nó cũng sẽ đẩy lên. Đấy, cái đấy là rõ ràng rồi. Căn lầu lục giác quá đẹp luôn. Hoàn thiện xong gia chủ hoàn toàn hài lòng. Đấy, kể từ khi anh em mang đến lắp đây, có những cái họa tiết trang trí đỡ vì kèo này mình cũng cho đục rất là đẹp. Cho đục rất là đẹp. Bên này cái lầu lục giác này thì mình nhận cả ngói luôn, cả ngói cả gỗ luôn. Có thể anh em chỉ cần là chuẩn bị một cái nền móng này thôi, còn tất cả còn lại thì bên mình sẽ nhận thì còn hết. Khuôn viên ở nhà này rất là rộng đẹp, khuôn viên rộng đẹp. Để anh em đứng từ xa nhìn căn lầu một chút cho anh em nhé. Căn lầu này có rất nhiều thứ kết hợp lại để thành một cái công trình đẹp. Đầu tiên là cái khuôn viên ở đây, khuôn viên để đặt cái lầu lục giác ở đây nó cũng rất là hài hòa. Và thứ hai nữa là cái tỷ lệ bên mình ra cái kích thước của cái lầu này cũng tự nhận thấy là rất là vừa. Đấy. Tỷ lệ dáng lối chất gỗ cũng như đường nét đẹp. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi những cái video của kênh Thợ Mộc. Thì anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ mình nhé, số điện thoại mình luôn để trên tiêu đề video. Anh em có nhu cầu thì xin gọi giúp mình. Xin chào cảm ơn tất cả anh em. Công trình đã bàn giao.